Xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Phúc An TV. Phúc tiếp tục cập nhật một số thông tin về đàn gà con 31 tháng 1, thông tin về Tuyết Nhung và Thiên Ngân. Mới đây thì trên trang cá nhân của mình, Tuyết Nhung đã chia sẻ về việc Tuyết Nhung đến dự cái buổi được cho là tân gia tại phòng trọ mới của Thiên Ngân. Thì thời gian vừa qua, Thiên Ngân tất bật với việc học tập cũng như ra mắt, rồi biểu diễn, ra mắt MV, rồi bận rộn với việc chuyển nơi phòng trọ. Thì ngày hôm qua, Tuyết Nhung đã đến chúc mừng Thiên Ngân về việc chuyển sang một phòng trọ mới và đã chia sẻ về hình ảnh ăn mừng tân gia phòng trọ mới cùng với Thiên Ngân. Thì Tuyết Nhung chia sẻ trên trang cá nhân của mình, hình ảnh thì Phúc cũng đưa lên để cho cô chú anh chị xem, thấy cái buổi được cho là hai chị em rất thân mật, rất vui vẻ với nhau. Một bữa tiệc được cho là nho nhỏ mừng tân gia phòng trọ mới của Thiên Ngân. Thì Tuyết Nhung chia sẻ như thế này: hôm qua ăn tân gia phòng trọ của bé Út nhút nhát Phạm Thiên Ngân, uống rượu bằng chén vậy thôi ạ. Quỳnh Đức Di thì Tuyết Nhung chia sẻ là mừng phòng trọ của Thiên Ngân thì có ăn uống và có hình ảnh một ly rượu, và Tuyết Nhung nói uống rượu bằng chén và nhắn gửi đến với Quỳnh Đức Di. Quỳnh Đức Di tức là Gino, cô chú anh chị. Gino thì thời gian vừa qua cũng đã đồng hành cùng với Tuyết Nhung, Thiên Ngân về ở xã Nam Đà ở Đắk Nông để biểu diễn trong một cái sự kiện gọi là trao quà cho bà con nghèo, những trẻ em khó khăn để chào đón năm mới, năm Giáp Thìn. Đó là một việc làm cực kỳ ý nghĩa mà trước đây đàn gà con thường hay theo mẹ Phi Nhung làm việc đó. Giờ đây người đã đi xa thì các con tiếp tục thực hiện những công việc dễ dàng, đó là một điều rất tuyệt vời, phải không cả nhà? Và MV mà Thiên Ngân cùng với Gino đã ra mắt và công chiếu, đó là MV Ra Duyên Ăn Cưới Em. Hình ảnh của Thiên Ngân và Gino rất là đẹp đôi trên sân khấu, cả hai mặc trang phục áo dài đỏ rất là tuyệt vời. Không khí ngày Tết nhộn nhịp. Nếu cô chú anh chị xem cái MV này sẽ thấy được những hình ảnh rất là vui nhộn trong cái MV của Thiên Ngân và Tuyết Nhung. Vì vậy cô chú anh chị chúng ta hãy yêu mến và cài view cho Thiên Ngân với MV Ra Duyên Anh Cưới Em là một điều rất tuyệt vời, phải không cả nhà? Thì Thiên Ngân cũng đã chia sẻ thêm những hình ảnh mà em ấy đã chụp ảnh trong cái MV Ra Duyên Anh Cưới Em. Thì Thiên Ngân có chia sẻ như thế này: một chờ hay đợi ba trong, hỏi người có định yêu không mà nhìn, còn nhiều ảnh mà em để úp từ từ, hi hi, chúc nhà mình chiều tối mát mẹ ạ. Đó là chia sẻ của Thiên Ngân ngày hôm nay để nói về hình ảnh mà em ấy cùng với Gino trong cái MV Ra Duyên Anh Cưới Em rất là tuyệt vời. Còn Tuyết Nhung thì chia sẻ cái hình ảnh ăn tân gia cùng với Thiên Ngân. Thì Tuyết Nhung tiếp tục chia sẻ cái hình ảnh mà Tuyết Nhung đã làm mứt. Mứt ở đây đó là mứt gừng. Thì Phúc cũng đưa lên để cho cô chú anh chị thấy được là Tuyết Nhung là một cô gái, một ca sĩ, nhưng Tuyết Nhung rất là đảm đang việc nội trợ. Thì thời gian vừa qua cô chú anh chị đã theo dõi thì thấy Tuyết Nhung rất là giỏi việc tề gia nội trợ, biết nấu ăn rất là nhiều món cũng như làm bánh. Và giờ đây khi năm mới sắp đến, năm Giáp Thìn, thì Tuyết Nhung tiếp tục chia sẻ hình ảnh em ấy làm mứt gừng, đó là một điều rất là tuyệt vời. Thì Tuyết Nhung chia sẻ như thế này: làm mứt bí đang thấy hơi thất bại cho nên chuyển qua mứt gừng đã thành công, he he.
À, thấy em ấy rất là vui phải không cô chú anh chị, khi mà thông báo làm mướp bí không thành công thì chuyển qua mướp gừng, đó là một điều rất là tuyệt vời mà Tuyết Nhung muốn chia sẻ với mọi người. Hiện tại thì MV của Tuyết Nhung, khi mà MV đầu tiên của Tuyết Nhung cùng với Trường Sang đó là Chuyện Tình Mình, thì MV này hiện nay view đang tăng liên tục, đón nhận được nhiều sự ủng hộ yêu mến của cô chú anh chị, cũng như đang chờ đón cái MV thứ hai của Tuyết Nhung cùng với Trường Sang, đó là MV Bí Mật Cuộc Gọi Lúc Nửa Đêm, và sẽ được công chiếu vào một ngày rất là đặc biệt của các cặp tình nhân đang yêu thương, đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau, đó là một điều rất là tuyệt vời. Sẽ được công chiếu vào ngày 14 tháng 2 sắp tới đây, hay còn gọi là ngày lễ tình nhân, đó là ngày Valentine Day, rất là tuyệt vời. Và hiện tại mọi người đang rất là hóng chờ cái sản phẩm thứ hai, MV của Tuyết Nhung cùng với Trường Giang. Rồi MV của Tuyết Nhung cùng với Giác Long, đó là MV Những Liên Khúc Về Mùa Xuân, cả hai đã thể hiện với nhau rất là tuyệt vời, mặc dù có những đôi lúc cả hai còn hơi thẹn thùng, hơi chưa được tự nhiên lắm so với việc Tuyết Nhung hát với Trường Sang. Đó cũng là một điều dễ hiểu vì Tuyết Nhung cùng với Giác Long chỉ mới kết hợp với nhau thời gian gần đây, lần đầu tiên là ở show Giữ Mãi Một Tình Yêu tại phòng trà Đồng Dao, thì Tuyết Nhung hát song ca cùng với Giác Long một ca khúc đó là Đêm Tâm Sự, và kết hợp với nhau được mọi người yêu mến thì Tuyết Nhung cùng với Giác Long mới quyết định kết hợp với nhau ra mắt MV, đó là MV Những Liên Khúc Về Mùa Xuân. Hiện tại thì MV này là bao gồm nhiều ca khúc được thể hiện bởi Giác Long và Tuyết Nhung, đang được rất là nhiều cô chú anh chị khen ngợi, đó là những bài hát về mùa xuân. Giọng hát của Tuyết Nhung cùng với Giác Long rất hợp với nhau, kết hợp với nhau cũng rất tuyệt vời. Nói chung là Tuyết Nhung kết hợp với Trường Giang và Giác Long đều tuyệt vời, cho thấy giọng hát của Tuyết Nhung ngày càng trưởng thành hơn. Tuyết Nhung có thể kết hợp được với nhiều nam ca sĩ, đó là một điều tuyệt vời mà ca sĩ trẻ có được, đó cũng là một điều mà rất là nhiều cô chú anh chị đã khen ngợi Tuyết Nhung. Cũng như MV được cho là kết hợp với Giác Long cũng rất thành công, thì cô chú anh chị cũng đã thấy được là Quỳnh Trang Thiên Ngân Tuyết Nhung cũng đã có một cái được cho là một tiết mục bài hát của mình của Trung Tâm Thúy Nga Show Body Bài 136 Bangkok Thái Lan rất là thành công, đó là Liên Khúc Cánh Hoa Rừng và Chiều Lên Bản Thượng, một tiết mục đàn gà con thể hiện rất tuyệt vời với những cái phần vũ đạo nhảy sạp của đàn gà con được khán giả vô cùng yêu mến, với trang phục người dân tộc thì Tuyết Nhung, Quỳnh Trang, Thiên Ngân đã thể hiện rất là xuất sắc cái màn trình diễn của mình ở Show Body Bài 136 Bangkok Thái Lan, để hoàn thành giấc mơ của mẹ Phi Nhung là lúc nào người cũng mong muốn các con của mình nối nghiệp sự nghiệp ca hát được biểu diễn trên sân khấu lớn của Body Bài, và điều đó đã trở thành hiện thực ở Body Bài 136 Bangkok Thái Lan với tiết mục Liên Khúc Cánh Hoa Rừng và Chiều Lên Bản Thượng, một tiết mục rất tuyệt vời. Cô chú anh chị nào chúng ta chưa xem thì hãy vào kênh YouTube của Trung Tâm Thúy Nga, chúng ta sẽ xem được tiết mục này, vì Trung Tâm Thúy Nga biết được sự ủng hộ yêu mến của rất đông đảo cô chú anh chị khán giả ở Việt Nam cũng như ở hải ngoại, thì cũng đã up riêng cái tiết mục của đàn gà con Quỳnh Trang Thiên Ngân Tuyết Nhung, đó là tiết mục bài hát Liên Khúc Cánh Hoa Rừng và Chiều Lên Bản Thượng, một màn biểu diễn rất thành công, rất đặc sắc với phần vũ đạo rất tuyệt vời của đàn gà con Quỳnh Trang Thiên Ngân Tuyết Nhung, một tiết mục rất thành công tại Show Paris By Night 136 Bangkok Thái Lan. Một lần nữa chúc mừng đàn gà con đã có một tiết mục tuyệt vời, cũng như đang rất là chờ đợi MV thứ hai của Tuyết Nhung cùng với Trường Sang sẽ ra mắt
công chiếu vào ngày lễ tình nhân Valentine Day 14 tháng 2. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe chia sẻ cùng với Phúc. Hãy cho Phúc xin một like, một đăng ký kênh. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.